chương 2931, chinh phạt giới hoàng vực một Lui lại. Tình huống như thế nào, vực chủ thế nhưng ra lệnh cho ta nhóm bên này sở hữu tướng sĩ chuẩn bị lui lại. Sao lại thế này? Giới hoàng vực bên kia còn không có rút lui, chúng ta hiện tại liền lui lại sao? Nghe thần đế đại nhân nói, chúng ta bên này giao cho Long Cung tới trấn thủ, chúng ta đi xử lý yêu quái vực bên kia tình huống. Chúng ta hướng Long Cung khởi xướng cầu viện, Long Vương đã phái người lại đây chi viện, thay chúng ta trấn thủ nơi này. Nguyên lai like chúng ta thật sự hướng Long Cung cầu viện, bất quá lấy thực lực của bọn họ, không cần chúng ta một ít quân đoàn hiệp trợ sao. Trí não thượng chiến pháp vô địch kia tiểu tử nói Long Cung thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn, không biết là thật là giả, bất quá có Long Cung giúp chúng ta, chúng ta áp lực cũng ít rất nhiều. Giới hoàng vực biên giới chỗ, lưu ly vực hai phần ba quân đoàn cùng lực lượng đều ở chỗ này trấn thủ. Nghe được lui lại mệnh lệnh, không ít tướng sĩ tràn ngập kinh dị chi sắc. Ở biết được Long Cung tiến đến chi viện bọn họ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ lưu ly vực tình cảnh bọn họ cũng đều rõ ràng, có Long Cung chi viện, sẽ làm bọn hắn áp lực giảm bớt rất nhiều. Bởi vì trí não thượng chiến pháp vô địch phát biểu hai tắc tin tức quan hệ, bọn họ đối với Long Cung thực lực cũng tràn ngập tò mò. Sở hữu tướng sĩ cũng muốn biết Long Cung có bao nhiêu cường, hay không có bọn họ cường. Sở hữu tướng sĩ có tổ chức hướng tới phía sau thối lui. Long Cung, bọn họ muốn thay lưu ly vực trấn thủ nơi này sao? Hừ. Giờ này khắc này, ở vào phía trước, nơi đó là vừa nhìn vô tận sao trời chiến hạm hạm đội. Tản ra lạnh băng hơi thở chiến hạm thượng, khi một đám ngâm đen thâm thúy pháo khổng tràn ngập lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Chiến hạm thượng, từng hàng chiến đấu cơ dục dương cánh bay lượng. Trừ cái này ra, ở một cái khổng lồ vô cùng vũ trụ chiến hạm thượng, đứng đầy rậm rạp người nhân bản. Mỗi một cái người nhân bản trên người ăn mặc dày nặng chiến giáp, khủng bố giữ tận gương mặt, giống như cường đại tan thi giống nhau. Trừ bỏ chiến hạm, chiến cơ, người nhân bản, còn có kia một đám khổng lồ cơ giáp có cơ giáp ước chừng có mấy vạn mét lớn nhỏ, có nhân loại hình thái, còn có con nhện hình thái, đủ loại, đây là khủng bố chiến tranh cơ giáp. Ở một con thuyền ước chừng có ngàn vạn km một cái chiến hạm trung ương trên đài cao, một người lập lòe kim quang cường tráng máy móc người ngồi ở bên trong. Hắn, đó là chúa sáng thế, giới hoàng vực chúa tể. Chí cao vô thượng tồn tại. Ở giới hoàng vực, không có máy móc người dám vi phạm hắn. Chúa sáng thế ngồi ở chỗ kia, lặng lặng mà nhìn đối diện, trong mắt lập lòe ánh sáng. Long cung Long Vương đã đến hắn đã được đến tin tức. Long cung nhúng tay bọn họ cùng lưu ly vực sự tình, làm hắn phi thường phẫn nộ. Dám nhúng tay chúng ta chiến tranh, một ngày nào đó, ta sẽ lệnh máy móc chiến hạm gào thét ở Long cung trên không, bắt lấy kia trong truyền thuyết thần Long dùng để nghiên cứu. Chú sáng thế thật lớn lạnh băng trong mắt lập lòe từng đạo tin tức, tràn ngập lạnh lẽo. Ông! Lúc này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chậm rãi đứng lên, trong mắt xuất hiện rậm rạp các loại số liệu. Ở hắn ánh mắt phương hướng, là Long cung nơi trên tinh cầu. Trống trống trống. Trống trống trống. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng lưu ly vực cùng giới hoàng vực, tại đây hai đại vực đại quân dàn co trung ương, tràn ngập không kiên nể gì. Chính điều phong thần long, lôi kéo một cái long ỷ ở vào trung ương vị trí. Vương Ti ngồi ở trên long ỷ, chung quanh là long cung hơn 10 người thần đế cường giả. Đến nỗi mặt khác một chúng long cung thần đế, còn lại là ẩn nấp ở long cung một chúng thành viên bên trong. Phía sau vị trí, 150 vạn danh long cung cường giả tản ra khủng bố hơi thở lấy cắn nuốt chi long là chủ. Bọn họ có được 18 cái sắc bén vô cùng móng vuốt, từ 2.000 mễ đến vạn nét hình thể không đợi, tràn ngập hồng hoang cùng huyết tinh chi khí. Một chúng long cung cường giả, nhanh chóng hướng tới lưu ly vực chiến tranh đại lục phía trước bay đi. Đó là long cung quân đoàn, bọn họ tới. T, thật là khủng khiếp hơi thở, long cung cường giả đại bộ phận đều không phải nhân loại, nhưng kia cổ hơi thở thật là khủng khiếp. Hảo cường, gần này cổ hơi thở liền lệnh người run rẩy. Long cung lần này phái tới nhiều ít cường giả. Khi trung ương vị trí là thần long sao? Trong truyền thuyết thần long, lưu ly vực sở hữu tướng sĩ nghe được phong thần long rít gào, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Trung quanh, hàng tỷ nói ánh mắt đồng thời hướng tới long cung đại quân phương hướng xem qua đi. Trung ương trong hư không, vực chủ bọn họ một chúng thần đế cũng là hướng tới bên này nhìn qua, trong mắt lập lòe ánh sáng. Trống trống. Thần long rít gào, lay động thân hình nhanh chóng chạy tới. 25 danh thần đế cấp bậc cường giả, cái này số lượng cũng không giống như là rất nhiều, nhưng là Long cung một chúng đệ tử thực lực thật là khủng khiếp, không có một cái thấp hơn bất hủ thần vương tứ giai hơi thở. Long cung thần đế số lượng so với chúng ta đoán trước muốn thiếu, là cố ý ẩn tàng rồi sao? Bất quá bọn họ đệ tử thực lực thật sự khủng bố, ước chừng có 150 vạn tả hữu đi. Thấp nhất bất hủ thần vương tứ giai hơi thở, hơn 100 vạn cái, này luận thần vương cường giả thực lực, chúng ta lưu ly vực liền không thể đủ cùng này so sánh. Một chúng thần đế nhìn Long cung khủng bố quân đoàn, trong mắt tràn ngập khiếp sợ thần sắc. Ngay cả vực chủ, cũng là ánh mắt lập loè. Long cung còn ẩn tàng rồi thực lực, bất quá cụ thể che giấu nhiều ít, ta còn cảm ứng không đến. Vực chủ trầm giọng nói. Này còn ẩn tàng rồi thực lực. Chẳng lẽ có thần đế giấu ở đại quân bên trong? Sở hữu lưu ly vực thần đế nghe được hơi hơi chấn động, trừng lớn đôi mắt. Vực chủ chậm rãi gật gật đầu, hắn cảnh giới đã đạt tới thần đế tam giai, mơ hồ có thể cảm ứng được ở Long cung kia thần vương quân đoàn trung có thần đế ẩn nấp trong đó, nhưng hắn chỉ có phóng thích tâm thần mới có thể đủ cảm ứng rõ ràng hiển nhiên, loại này kiêu khích sự tình hắn không thể làm. Long cung thần vương quân đoàn, có chút khủng bố. Vực chủ yên lặng vài giây, nhịn không được mở miệng lại lần nữa nói. Thần vương quân đoàn, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Khủng bố như vậy. T, các ngươi xem long cung phía sau một chúng cường giả, ta như thế nào cảm giác liền không có so với ta nhược. Trung quanh lưu ly vực một người bất hủ thần vương tứ giai tướng sĩ, nhịn không được thấp giọng quát. Hắn nói, lệnh một chúng tướng sĩ trong lòng chấn động vô cùng. Long vương vực chủ thân hình vừa động, hướng tới vương tiên bọn họ nên đi, xa xa mà hô một tiếng, đánh giá một chút kia chính điều phong thần long, trong lòng chấn động. Vực chủ, kế tiếp bên này giao cho chúng ta long cung đi. Vương tiên hướng tới hắn nói. Hảo. Vực chủ gật gật đầu, ánh mắt quét về phía chung quanh. Lưu ly vực sở hữu tướng sĩ đệ tử, lui về phía sau 100 triệu km, chuẩn bị rời đi. Hắn lập tức trầm giọng quát. Là vực chủ. Chung quanh, lập tức truyền đến một người danh tướng sĩ thanh âm. Long Cung, các ngươi thật sự muốn tham dự chúng ta cùng lưu ly vực chi gian chiến tranh. Đột ngột, giới hoàng vực phương hướng, một cái tràn ngập máy móc thanh âm xuyên thấu hư không, ở chung quanh vang lên. Ân. Vương Tiên nghe được thanh âm này, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn chậm rãi đứng lên, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Âm Dương Ngũ Hành Long mắt lập lòe, ánh mắt nhìn chầm chầm hơn một tỷ km ngoại kia thật lớn chiến hạm thượng thân ảnh. Hai người ánh mắt, xa xa đối diện. Tấu chương xong. Chương 2932, chinh phạt giới hoàng vực hai chúa sáng thế đứng lên hình thể ít nhất có ba bốn mễ chi cao toàn thân tản ra kim hoàng sắc quan mang, ngực vị trí được thảm từng viên ẩn chứa bàn bạc năng lượng đá quý hắn hai cái cánh tay thượng mang theo kim hoàng sắc quyền bộ quyền trồng lên mặt đồng dạng là từng viên lộng lẫy đá quý lạnh băng đồng tử tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vương tiên ha hả nếu như tham dự tiến vào lại như thế nào vương tiên nhìn chằm chằm chúa sáng thế nhàn nhạt hỏi vậy các ngươi sẽ vì hôm nay hết thảy trả giá đại giới. Chúa sáng thế máy móc thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Chúa sáng thế, nếu như không phải chúng ta lưu ly vực gặp đến yêu quái vực uy hiếp, ngươi dám ở chúng ta nơi này kiêu ngạo. Vực chủ xoay người khu, nhìn chầm chầm chúa sáng thế, đầy mặt sát khí nói. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi lưu ly lĩnh vực, sẽ nạp vào ta lãnh thổ, sở hữu nhân loại, trở thành ta sinh hóa quân đoàn một viên. Chúa sáng thế nhìn chầm chầm vực chủ, lạnh lùng đáp lại. Không thể không nói, chúa sáng thế, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, ở chúng ta Long Cung cùng lưu ly vực hai đại thế lực trước mặt, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới hắn nói. Bởi vì, thủ hạ của ta không sợ chết. Chúa Sáng Thế nhàn nhạt đáp lại nói. Máy móc người không sợ chết, trăm phần trăm phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hiện giờ, lưu ly vực gặp đến yêu quái vực uy hiếp, bọn họ không có khả năng lúc này cùng Long Cung liên hợp công kích bọn họ giới hoàng vực. Chẳng sợ Lưu Ly vực cùng Long Cung liên thủ có thể đánh bại bọn họ, nhưng một trận chiến này ít nhất yêu cầu mấy tháng thời gian, thậm chí càng dài. Lưu ly vực không dám thời gian dài lâm vào đến bọn họ bên này. Tiếp theo, liền như hắn lời nói, thủ hạ của hắn không sợ chết, nhưng lưu ly vực cùng Long cung liền không giống nhau. Hai đại thế lực nếu là công kích bọn họ, chú sáng thế có tự tin lệnh đối phương hai đại thế lực tổn thất thảm trọng. Trải qua hắn trí não tính toán, đối phương liên thủ công kích bọn họ khả năng tính, chỉ có 3% điểm tam. Cái kia đáng chết cục sắc, thật là kiêu ngạo. Không có biện pháp, giới hoàng vực muốn so yêu quái vực phiền quá nhiều này đáng chết chúa sáng thế có được tuyệt đối khống chế lực sở hữu thủ hạ trăm phần trăm phục tùng mệnh lệnh không sợ chết chỉ cần có tài nguyên liền có thể nhanh chóng chế tạo ra tới máy móc người loại này sinh mệnh là dị dạng bọn họ hết thảy đều là vì chúa sáng thế phục vụ đang ở lui lại lưu ly vực sở hữu tướng sĩ đệ tử nghe được lộng lẫy sao trời tam đại đỉnh thực lực thủ lĩnh đối thoại thần sắc có chút khó coi giới hoàng vực đối với lưu ly vực tới nó chính là khó gặm cục sắt dùng một người tánh mạng đổi trăm cái máy móc nhân tính mệnh ở bọn họ xem ra đều không đáng máy móc người có thể tùy thời chế tạo ra tới nhưng nhân loại sinh mệnh chỉ có một lần nga phải không khi làm chúng ta long cung nhưng thật ra muốn nhìn xem các ngươi có sợ chết không vương tiên nghe được hắn nói hơi hơi nhướng mày đầu trống 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 hắn nói âm rơi xuống chính điều phong thần long phát ra một tiếng rít gào sở hữu long cung thành viên ánh mắt nhìn chằm chầm hướng giới hoàng vực phương hướng nhìn chằm chằm giới hoàng vực kia vô số máy móc quân đoàn. Ân. Ừ. Hơn một tỷ km ngoại chúa sáng thế nghe được Vương Tiên nói, hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một đám tin tức, tính toán hắn những lời này ý tứ. Long cung các đệ tử, chuẩn bị. Quy thừa tướng đứng ở phía sau trung ương ngao thổ bên cạnh, hắn hét lớn một tiếng. Trống trống trống. Trống trống trống. Ngay sau đó, sở hữu cắn nuốt chi long, cùng long long chủng, ngự long long chủng phát ra một tiếng rít gào, một cổ mãnh liệt chiến ý, bay thẳng đến phía trước đánh sâu vào mà đi. Này Long Cung muốn làm gì? Sao lại thế này? Chúng ta lưu ly vực thần đế các đại nhân muốn cùng Long Cung cùng nhau công kích giới hoàng vực quân đoàn sao? Có cực đại mà khả năng, phải biết rằng Long Cung lúc này đây chính là tới không ít cường giả, có lẽ chúng ta vực chủ cùng Long Vương thương lượng hảo, sát một giết bọn hắn nhuệ khí. Thực sự có cái này khả năng, rốt cuộc bởi vì giới hoàng vực này đang gia hỏa, làm chúng ta ngã xuống năm tên thần đế đại nhân A. Phía sau vị trí, mọi người cảm nhận được long cung khủng bố uy thế trong lòng hơi kinh hãi nhìn không được mở miệng nói bất quá bọn họ suy đoán lệnh một ít cao cấp tướng sĩ khẽ nhíu mày như thế việc bọn họ cũng không có thu được thông tri nếu như sát một sát giới hoàng vực nhuệ khí nói bọn họ một chúng tướng sĩ cũng nên ra tay công kích sát không dung mọi người nghĩ nhiều vương tiên đứng ở trên long ỷ hạ đạt công kích mệnh lệnh trống 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 ngay sau đó đứng mũi chịu sào long cung một chúng thần đế cầm đầu phía sau 150 vạn long cung thần vương cường giả, bay thẳng đến giới hoàng vực máy móc quân đoàn phóng đi. Trống trống trống. Chính điều thần long đồng dạng phát ra một tiếng rít gào, trực tiếp bay đến long cung đại quân hai cánh. Vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, theo sát ở long cung đại quân phía sau tọa trấn. Cái gì? Long cung bọn họ trực tiếp giết qua đi. Chúng ta vực chủ bọn họ cũng không có cùng qua đi. Lưu ly vực sở hữu tướng sĩ nhìn đến long cung bọn họ hướng tới giới hoàng vực công kích mà đi, nhìn đến bọn họ thần đế đại nhân cũng không có ra tay sắc mặt kinh hãi chẳng lẽ Long Cung muốn lấy bản thân chi lực cùng giới Hoàng Vực bọn họ đối kháng sở hữu tướng sĩ trong lòng chấn động Long Cung các ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta giới Hoàng Vực hảo hảo sở hữu máy móc quân đoàn Van Kích chú sáng thế trong đầu tính toán các loại khả năng tính vẫn là không thể tưởng được vì sao Long Cung muốn công kích bọn họ bất quá giờ phút này hắn cũng không hề tính toán tràn ngập phẫn nộ hạ đạt Van Kích mệnh lệnh ka 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 ngay sau đó máy móc chuyển động thanh âm vang lên vô số pháo khổng mở ra ầm 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 toàn bộ quá trình gần một giây đồng hồ không đến ngay sau đó chung quanh trăm vạn khổng lồ chiến hạm phóng xuất ra khủng bố ban kích vô số ngọn lửa đạn phong ba đạn lôi trụ lóng lánh khắp sao trời hướng tới long cung sở hữu thành viên oanh kích mà đi hừ chú sáng thế hừ lạnh một tiếng thật mạnh chụp hạ thân trước một cái cái nút ở vào hắn phía dưới thượng ngàn vạn km chiến hạm phát ra một tiếng nổ vang một cái hắc động giống nhau công kích, hướng tới Long cung bao trùm mà đi. Sở hữu Long cung thành viên, công kích. Ngự Long Long chủng ở vào phía trước phòng ngự. Quy thừa tướng lớn tiếng mệnh lệnh nói. Vèo vèo vèo. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, mũi tên Long Long chủng cung tiễn, cùng Long Long chủng đỏ như máu năng lượng oanh kích, cắn nuốt chi Long hắc màu vàng viêm hỏa, đón nhận vô số lửa đạn. Thiên trận ở vào trung ương vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia khủng bố hắc động, nhanh chóng bày ra một cái trận pháp, hướng tới hắc động nên đón mà đi. ầm ầm ầm. Theo sát, đương vô số giới hoàng vực máy móc quân đoàn cùng long cung cường giả công kích va chạm ở bên nhau, dường như khắp hư không đều rung rẩy. Một cổ hảo kiếp năng lượng ở trung ương va chạm địa phương dâng lên, hư không dường như gương giống nhau tan vỡ. Này một cổ va chạm, trung chuyển trời đất. T, vòng thứ nhất công kích va chạm đến cùng nhau, thiên địa dường như đang rung rẩy, bọn họ chi gian chiến tranh mở ra. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? đây là thử tính công kích vẫn là cái gì? Lưu Ly vực sở hữu tướng sĩ đầy mặt hoảng sợ, chiến tranh liền như vậy bạo phát. Nhưng mà vai chính, cũng không phải bọn họ Lưu Ly vực. Bọn họ hiện tại muốn biết, đây là thử tính công kích sao? Ngày mai tám càng, đêm nay rạng sáng đổi mới bốn trương, cảm tạ sở hữu các huynh đệ duy trì, cầu vé tháng. Tấu chương xong. Chương 2933, chinh phạt giới hoàng vực 3. Trống trống trống. Vòng thứ nhất va chạm, sở hữu đạn pháo toàn bộ bị long cung cường giả ngăn cản trụ khi vô số lửa đạn ở long cung một chúng cường giả oanh kích cùng phòng ngự dưới không có thương tổn đến một người thành viên hai sườn vị trí chính điệu phong thần long phát ra một tiếng cuồng bạo vô cùng tiếng gầm gừ bọn họ thân hình vừa động lấy một chúng khủng bố tốc độ hướng tới phía trước chiến hạm phóng đi ầm 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 phía trước chiến hạm nhìn đến chính điệu phong thần long khủng bố tốc độ lập tức phát ra từng đạo khủng bố lửa đạn công kích ở lửa đạn chiếu rọi xuống bọn họ thật lớn cánh màu xanh lơ long lưng lập lòe ánh sáng trống 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 Bất quá, làm phong thần long, trong đó ba cái có được hư không thần đế nhị giai khủng bố thực lực, bọn họ lay động thân hình, dễ như trở bàn tay né tránh từng đạo anh kích. Cho dù là bị đánh trúng, trên người long lân cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay chống cự trụ. Đó chính là thần long, trong truyền thuyết phong thần long. Lớn nhất chiến hạm thượng, chú sáng thế ánh mắt lập lòe nhìn chầm chầm chính điều phong thần long tàn sát bừa bãi mà đến, nhìn trong đầu trí não phân tích, thần sắc có chút khó coi. Chú sáng thế đại nhân, chúng ta có thể uy hiếp đến kia chính điều thần long chiến hạm không nhiều lắm, đặc biệt là trong đó ba con, yêu cầu vận dụng chúa sáng thế đại nhân ngài nơi đó giới hoàng hạm. Nếu như chẳng đánh giết bọn hắn nói, yêu cầu chúa sáng thế đại nhân ngài ra tay. Thủ hạ thanh âm truyền vào đến hắn trong đầu, lệnh chi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng đảo qua ba điều phong thần long. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, đối diện vị trí, long cung long vương ở tập trung vào hắn. Hiện giờ, hắn cũng không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Ít nhất chính là, giới hoàng vực sở hữu quân đoàn cũng không có toàn bộ phái lại đây. Lúc này đây, hắn bất quá là phái tới 3 phần 5 lực lượng. Giới hoàng hạm, plasma hắc ma, -ma viêm, truy tung tỏa định, banh sát. Chúa sáng thế đứng ở nơi đó, trong miệng lạnh băng nói. Ca ca ca. Theo mệnh lệnh của hắn, ở hắn phía sau thượng trăm km vị trí, dâng lên một đám khổng lồ vô cùng pháo khổng. Pháo khổng trung tản ra ngâm đen ánh sáng, pháo khổng tỏa định ba điều hư không thần đế nhị giai sức chiến đấu phong thần long. Ông 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 một cổ phi thường đặt thù thanh âm vang lên ba đạo hắc mang bay thẳng đến ba điều phong thần long công kích mà đi ba điều phong thần long nháy mắt cảm ứng được một cổ uy hiếp truyền đến bọn họ nhìn chầm chầm kia hắc ma viêm cánh hơi hơi kích động âm 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 ngay sau đó từng luồng cơn lốc ở bọn họ chung quanh hình thành cơn lốc ngưng tụ vì từng con phong thần long bay thẳng đến kia hắc ma viêm đánh sâu vào mà đi âm 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 khủng bố tiếng đánh âm truyền đến giới hoàng hạng thượng chúa sáng thế thần sắc hơi hơi có chút ngưng trọng không hổ là trong truyền thuyết thần long. Hắn lạnh lùng nói. Trống trống trống. Sát. Lúc này, Long cung tuyết trào thanh âm truyền đến, Long cung 150 vạn quân đoàn, ở một chúng thần đế cầm đầu dẫn dắt hạ, đã đi vào giới hoàng vực chiến hạm đại quân phía trước. Phân tán, phá hủy này đó chiến hạm. Cho ta đem sở hữu chiến hạm nuốt. Quy thừa tướng cùng ngao giải mệnh lệnh tiếng vang lên. Sở hữu cắn nuốt chi long ánh mắt nóng cháy nhìn chầm chầm kia từng chiếc khổng lồ vô cùng chiến hạm, trong mắt tràn ngập hưng phấn bọn họ dường như sói đó giống nhau, bay thẳng đến phía trước đánh tới. Lui lại. Chú sáng thế cảm thụ được phân tích long cung lực lượng, hạ đặt một cái mệnh lệnh. Này một đạo mệnh lệnh, tại hạ một khắc trực tiếp hạ đạt. Phóng thích loan loáng. Một cái tin tức truyền lại đến sở hữu giới hoàng vực chiến hạm thượng. Trầm. Ngay sau đó, từng đạo lóa mắt vô cùng quan hoa, đột nhiên ở sở hữu chiến hạm phía trước dâng lên. Này cổ quan hoa lệnh khắc không gian trừ bỏ màu trắng không có mặt khác nhan sắc. Ầm ầm ầm, bạch quan sáng lên sở hữu chiến hạm lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng tới giới hoàng vực chỗ sâu trong thối lui ầm 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 bạch sắc quan mang ảnh hưởng long cung thành viên tầm mắt bất quá phong thần long bọn họ lay động thân thể cao lớn vô số đạo lưỡi dao gió như củ quét ngang hơn một ngàn con chiến hạm kia hơn một ngàn con chiến hạm mặt trên mạo hỏa hoa ở trên hư không trung loạn choạng long cung các ngươi chờ chú sáng thế ánh mắt đảo qua bị hủy hư chiến hạm trong mắt tràn ngập sát khí bọn họ muốn bỏ chạy giới hoàng vực quân đoàn muốn bỏ chạy Ha ha ha, lợi hại, không thể không nói Long Cung thực lực rất mạnh, đem giới hoàng vực đại quân bức lui. Phỏng chừng kia chúa sáng thế cũng biết, không phải chúng ta cùng Long Cung đối thủ, bọn họ là sợ hãi. Phía sau vị trí, lưu ly vực một chúng tướng sĩ nhìn đến giới hoàng vực chiến hạm lui lại, trên mặt lộ ra mỉm cười, hưng phấn mà nghị luận. Không đúng, các ngươi xem, Long Cung quân đoàn như cũ ở truy kích. Tình huống như thế nào? Long cung tiếp tục truy kích giới hoàng vực quân đoàn. Long cung là muốn làm cái gì? Bất quá thực mau, mọi người khiếp sợ phát hiện giới hoàng vực chiến hạm quân đoàn lui lại long cung cũng không có dừng tay mà là như cũ truy kích mà đi long cung muốn làm gì long cung bọn họ muốn làm gì chú sáng thế nhìn đến theo sát tại hậu phương truy kích mà đến long cung trăm vạn quân đoàn khi cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại ánh mắt lộ ra lành lạnh thần sắc hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long cung mọi người cho ta oanh kích hắn trong mắt lập lòe các loại tin tức mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt đến mỗi một cái thủ hạ nơi đó ầm 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 Vô số lửa đạn hướng tới Long cung mọi người bao trùm mà đi. Bất quá, bọn họ công kích gần lệnh Long cung truy kích tốc độ chậm một ít, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại. Đặc biệt là kia chính điều phong thần long, dựa vào khủng bố tốc độ, kia khổng lồ cánh cùng long trảo, công kích dưới, từng chiếc chiến hạm ở trên hư không trung trở mình khu, bị đánh bại. Mỗi đánh nát một tàu chiến hạm, kia có được 18 cái móng vuốt giữ tận đáng sợ sinh vật liền trực tiếp nhào qua đi, thế nhưng đem kia khổng lồ chiến hạm trực tiếp phân thực. Này lệnh chúa sáng thế trong mắt tràn ngập lửa giận lấy hắn trí não tính toán hắn liên tiếp tính toán sai lầm đến bây giờ hắn còn tính toán không ra vì sao long cung dám truy kích bọn họ là tìm chết sao vẫn là cho rằng bọn họ giới hoàng vực dễ khi dễ t long cung bọn họ đã truy kích đến giới hoàng vực bên trong lĩnh vực bọn họ còn không có dừng lại ta hiện tại đều đã nhìn không tới rốt cuộc tình huống như thế nào long cung muốn đi tiến công giới hoàng vực tiến công giới hoàng vực này chuyện này không có khả năng đi lấy long cung thực lực bọn họ có thể làm được phải biết rằng giới hoàng vực lần này nhưng không có phái sở hữu lực lượng lại đây lưu ly vực sở hữu tướng sĩ nhìn phía trước hư không long cung truy kích giới hoàng vực đã hoàn toàn biến mất ở bọn họ tầm mắt nội làm sở hữu tướng sĩ rút lui đi ở vào chiến tranh đại lục phía trước trong hư không vực chủ hướng tới chung quanh một chúng thần đế nói là vực chủ sở hữu thần đế ánh mắt lập lòe nhìn phía trước hư không chẳng sợ bọn họ biết long cung muốn chinh phạt giới hoàng vực hiện tại tận mắt nhìn thấy đến như cũ chấn động vô cùng. Vẫn là vương lão đại mảnh A, đáng tiếc trận này đại chiến quá hung tàn, ta không dám qua đi. Chiến pháp vô địch đứng ở một bên vị trí, cũng là nhịn không được mở miệng cảm thán nói. Tấu chương xong. Chương 2934, chinh phạt giới hoàng vực 4. Long cung đại quân tiến đến chi viện chúng ta lưu ly vực, Long vương xuất lĩnh một chúng cường giả trực tiếp công kích máy móc người đại quân, truy kích máy móc người đại quân tiến vào giới hoàng vực nội. Đường lưu ly vực cùng giới hoàng vực biên giới sở hữu tướng sĩ thối lui lúc sau, lưu ly vực trí não thượng về bên này đã phát sinh sự tình đã truyền bá đi ra ngoài đương lưu ly vực sở hữu dân chúng biết được long cung tiến đến chi viện thời điểm trong lòng tràn ngập cảm kích đối với long cung trực tiếp đánh vào giới hoàng vực cũng là một đám tràn ngập vẻ khiếp sợ thực mau bọn họ nhìn đến kia lệnh người chán ghét gia hỏa chiến pháp vô địch gửi đi một cái tin tức long vương tự mình xuất lĩnh long cung cường giả đánh vào giới hoàng vực nếu không bao lâu giới hoàng vực liền sẽ bị quét ngang lúc này đây tin tức không dài cũng không có gì châm chọc mỉa mai đương sở hữu dân chúng nhìn đến chiến pháp vô địch cái này tin tức thời điểm cảm giác có chút không thể tưởng tượng long cung muốn tiến công giới hoàng vực bọn họ không phải hiệp trợ chúng ta trấn thủ biên giới sao long cung như thế nào muốn chinh phạt giới hoàng vực này thiệt hay giả khi chiến pháp vô địch nói chính là thật vậy chăng long cung muốn xâm lấn giới hoàng vực t không phải đâu liền chúng ta lưu ly vực đều rất khó đem giới hoàng vực tiêu diệt long cung có thực lực này sao này nếu là công kích qua đi long cung muốn tổn thất nhiều ít a à? trấn thủ biên giới, cùng xuất chinh giới hoàng vực là hai loại sự tình. Trấn thủ chỉ cần khởi đến uy hiếp liền có thể. Nhưng mà xuất chinh giới hoàng vực, kia chính là tinh vực đại chiến, kia chính là cuồng cuộn cấp bậc chiến tranh. Như thế chiến tranh, tử thương đều là lấy mấy trăm tỷ tới tính toán. Đặc biệt là, giới hoàng vực thực lực không chỉ có không yếu, ngược lại phi thường cường. Long cung này tấn công qua đi, hắn có thực lực này sao? Các ngươi cho rằng Long cung sẽ giống các ngươi lưu ly vực như vậy nhược, chờ tin tức đi, Mấy móc người nếu không bao lâu sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Bất quá thực mau, chiến pháp vô địch lại khơi màu tranh luận. Hắn bắt đầu đàn trào toàn bộ lưu ly vực. Bất quá lúc này đây tương đối tốt là, quan hệ đến Long Cung, Long Cung rốt cuộc tới trợ giúp bọn họ lưu ly vực, bọn họ trừ bỏ cùng phun chiến pháp vô địch một ít ở ngoài, cũng không có nói Long Cung không tốt. Theo sát, toàn bộ lưu ly vực tất cả mọi người ở suy đoán Long Cung thực lực. Long Cung thật sự có thể quét ngang giới hoàng vực. Long Cung có thể đánh bại máy móc người không biết cụ thể tình huống bọn họ, chỉ có thể đủ tiến hành các loại suy đoán. Có người nói Long Cung có thể đánh bại giới hoàng vực, có người nói Long Cung khả năng thật sự so với bọn hắn lưu ly vực cường, cũng có người không tin. Toàn bộ lưu ly vực trí não thượng náo nhiệt phi phàm. ầm ầm ầm. Mà giờ này khắc này, bọn họ nghị luận vai chính, chính truy kích máy móc người đại quân. Ước chừng lan tràn hơn một tỷ km tràn chiến hạm, cơ giáp, chiến cơ đại quân, nhanh chóng hướng tới giới hoàng vực chỗ sâu trong bay đi. Khi vô tận lửa đạn không gián đoạn hướng tới phía sau công kích tới. Long cung đại quân, tại hậu phương truy kích. Thật không có tính toán đến, này Long cung thế nhưng muốn tiến công ta giới hoàng vực, công kích chúng ta mấy móc người, buồn cười. Long cung, các ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta, vậy cho các ngươi kiến thức một chút ta giới hoàng vực lửa đạn cùng khiển trách. Giới hoàng hạm thượng, nhìn Long cung tại hậu phương ước chừng truy kích bọn họ nửa giờ sau, chúa sáng thế trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Tại đây nửa giờ, hắn toàn diện phân tích Long cung sở hữu lực lượng cổ lực lượng này, ở hắn xem ra, rất mạnh, không thể sao bọn họ giới hoàng vực nhược quá nhiều. Nhưng là gần dựa vào cổ lực lượng này liền dám vào công bọn họ, vậy mười phần sai, hắn muốn cho Long Cung trả giá thảm trọng đại giới. Cái loại này kỳ quá sinh vật cắn nuốt ta chi tử dân thế nhưng có thể tăng lên thực lực, thật là đặc thù tồn tại. Trong truyền thuyết thần Long, trước kia ta còn muốn săn giết một con thần Long dùng để nghiên cứu, không nghĩ tới hiện tại các ngươi chính mình lại đây. Một cái vũ trụ trung đỉnh huyết mạch chủng tộc, tất nhiên có thể làm ta khoa học kỹ thuật được đến tăng lên, nói không chừng có thể làm ta thoát ly máy móc gông cùng xiềng xích. Nếu các ngươi Long cung muốn chinh phạt chúng ta, vậy chiến đi, lúc này đây cho dù là giới hoàng vực tổn thất lớn một chút, chỉ cần có thể đạt được một con thần long thân thể, cũng đáng được. Ha ha ha, giới hoàng vực, sở hữu máy móc người, ta con dân, giết qua đến đây đi, toàn bộ giết qua đến đây đi. Chậm rãi, chúa sáng thế ánh mắt lộ ra dữ tợn cùng hưng phấn thần sắc. Hắn nhịn không được điên cuồng hét lên nói. Ở biết được Long Cung có được thần Long khi, hắn liền mơ ước quá vũ trụ đỉnh chủng tộc thần Long huyết mạch. Chẳng qua ngay lúc đó Long Cung đã phi thường cường đại, nhưng hiện tại, đối phương cũng dám xâm lấn bọn họ, kia vừa lúc, sát. Chẳng sợ muốn trả giá cực đại đại giới, chỉ cần có thể săn giết một hai chỉ thần Long, liền không lỗ. Hắn đứng ở giới hoàng hạm thượng, trong mắt điên cuồng hiện lên một đám số liệu. Đồng thời, một đám tín hiệu cũng hướng tới giới hoàng vực truyền lại mà đi. Tích tích tích. Chú sáng thế chi lệnh, toàn bộ chuyển hóa vì chiến tranh hình thức, sở hữu máy móc người tiến vào máy móc tinh cầu nội, đi trước chỉ định nơi. Chú sáng thế chi lệnh, toàn bộ chuyển hóa vì chiến tranh hình thức, sở hữu máy móc người tiến vào máy móc tinh cầu nội, đi trước chỉ định nơi. Giờ khắc này, toàn bộ giới hoàng vực, ở vào tinh vực các nơi máy móc người trên tinh cầu, sở hữu hoạt động máy móc nhân thân khu ngừng lại. Một đạo mệnh lệnh truyền vào đến bọn họ trong đầu, lệnh chi trong mắt chậm rãi phím hồng. Cẩn tuân chúa sáng thế chi lệnh. Cẩn tuân chúa sáng thế chi lệnh. Ngay sau đó, sở hữu máy móc người lớn tiếng đáp. Ầm ầm ầm. Theo sát, bọn họ phía dưới nơi tinh cầu phát ra nổ vang thanh âm. Sở hữu máy móc người lập tức bay đến máy móc tinh cầu trung tâm vị trí. Ở nơi đó, một cái thật lớn ngôi cao dâng lên, mặt trên bày đủ loại máy móc vũ khí. Sở hữu máy móc người, toàn bộ hóa thành chiến sĩ, cưỡi máy móc tinh cầu, hướng tới chúa sáng thế phương hướng bay đi. Ước chừng mấy vạn viên máy móc tinh cầu, ước chừng có mấy trăm tỷ cái máy móc người, toàn bộ hướng tới chúa sáng thế chạy đến cùng lúc đó, ở vào giới hoàng vực trung tâm, khi đường kính ước chừng có mấy trăm triệu km máy móc tinh cầu, chung quanh 18 viên loại nhỏ máy móc tinh cầu vần quanh, chúng nó đồng dạng vận hành lên. Tại đây máy móc tinh cầu mặt trên, có hai cái trăm vạn mễ lớn nhỏ cơ giác. Có giống như liệp ưng giống nhau máy móc sinh vật. Chúng nó ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm phía trước hư không, trong mắt đồng dạng lập lòe các loại số liệu. Toàn bộ giới hoàng vực toàn bộ động lên. Toàn bộ máy móc người lực lượng, toàn bộ vận hành, hướng tới chúa sáng thế bay đi mênh mông cuồn cuộn, lệnh người chấn động. Ha hả! Chúa sáng thế nhìn đến toàn bộ giới hoàng vực toàn bộ động lên, trên mặt lộ ra lành lạnh thần sắc, nhìn chầm chầm phía sau truy kích long cung mọi người trên mặt lộ ra cười lạnh chi sắc. Truy kích như thế lâu, nói vậy lúc này, giới hoàng vực mặt khác máy móc người quân đoàn cũng hướng tới chúa sáng thế hội hợp đi. Mà lúc này, ở vào long cung một chúng thành viên phía sau, vương tiên huyền phù ở phía sau đi theo, tập trung vào kia chúa sáng thế. Hiện giờ ẩn nấp ở Long Cung 150 vạn quân đoàn nội thần đế thành viên như cũ không có động thủ. Hắn đang đợi. Tấu chương xong. Chương 2935, chinh phạt giới hoàng vực năm. Vương Tiên đang đợi, đang đợi giới hoàng vực sở hữu quân đoàn đã đến. Lấy hắn hiện giờ thực lực, hoàn toàn có thể đuổi theo phía trước máy móc người quân đoàn, có thể đuổi theo chúa sáng thế. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Căn cứ hắn từ lưu ly vực nơi đó được đến tin tức. Chúa sáng thế tuy rằng không thể đủ trực tiếp trốn hồi chính mình thần quốc nội, nhưng là lại có được hạng nhất phi thường nghịch thiên năng lực. Hắn có thể đem chính mình ký ức chuyển dời đến bất luận cái gì một cái máy móc nhân thân thượng. Nói cách khác, hắn có thể vứt bỏ thân thể của mình, chuyển dời đến mặt khác máy móc người cùng với máy móc nơi đó. Dời đi sau hắn, như cũ có thể điều động toàn bộ máy móc người quân đoàn. Nếu như lúc này, Long Cung bày ra ra sở hữu lực lượng, đem phía trước sở hữu máy móc người quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, như vậy, chú sáng thế sẽ trực tiếp đào tẩu, vương tiên là trăm phần trăm lưu không được đào tẩu lúc sau chúa sáng thế nhất định sẽ mệnh lệnh còn lại mấy mốc người bảo hộ hắn đào vong tránh né long cung truy kích nói như vậy giới hoàng vực mấy mốc người long cung có thể tiêu diệt một nửa đều xem như không tồi cho nên vương tiên đang đợi chờ giới hoàng vực mấy mốc người toàn bộ chạy tới cũng hoặc là chờ chúa sáng thế bọn họ chạy trốn tới giới hoàng vực trung ương tiến hành phản kích kia một khắc trống 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 phía trước vị trí phong thần long phát ra tàn sát bừa bãi rít gào thường thường từng chiếc chiến hạm bị bọn họ đánh bại phía sau vị trí từng con cắn nuốt chi long lập tức bay qua đi, mồm to cắn nuốt máy móc người chiến hạm. Này đó chiến hạm đều là một loại đặc thù sinh vật kim loại, cùng chế tạo máy móc người tài liệu giống nhau. Chiến hạm cũng có thể xưng là là một loại khác hình thể máy móc người. Này đối với cắn nuốt chi long tới nói, chính là tăng lên năng lượng. Tại đây truy kích nửa giờ nội, phong thần long bọn họ đánh rơi 2.000 nhiều con chiến hạm, ước chừng lệnh hơn 1.000 danh cắn nuốt chi long sức chiến đấu tăng lên một cấp bậc. Truy kích như cũ ở tiếp tục. Vương Tiên không nóng nảy chúa sáng thế đồng dạng không có sốt ruột. Hắn lúc này nhắm mắt lại, tìm tòi trong đầu giới hoàng vực tinh đồ, đang ở hạ đạt một đám mệnh lệnh. Hắn muốn đem Long cung mọi người toàn bộ vây quanh, muốn làm Long cung tổn thất thảm trọng. Cho dù là diệt không xong Long cung, cũng muốn lệnh chi bị thương nặng. Thời gian chậm rãi qua đi, Long cung truy kích máy móc người quân đoàn đã qua đi một ngày thời gian. Một ngày thời gian, đối với Long cung thành viên tới nói, cũng không có chút nào mỏi mệt chi sắc. Làm thần Long, Long chủng, bọn họ thể chất đủ để duy trì bọn họ mấy năm chiến đấu. Huống chi, truy kích một chúng long cung thành viên, cũng không có bột phát ra mạnh nhất thủ đoạn. Ha ha! Mà lúc này, nhắm mắt lại ngồi ở giới hoàng hàm nội chúa sáng thế mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn ánh mắt nhìn quét hai bên vị trí, trong mắt lập lòe ánh sáng. Liền ở chỗ này, làm kia long cung trả giá đại giới. Vì phòng ngừa các ngươi nháy mắt trốn hoàng hồn quốc, ta cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Chúa sáng thế nói, chậm rãi đứng lên, hắn thân hình vừa động bay thẳng đến giới hoàng hàm phía trước bay đi ầm 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 mà lúc này cả hữu hai bên vị trí từng viên tinh cầu hướng tới bên này lấy một loại khủng bố tốc độ bay qua tới bên trái tinh cầu một đám tản ra nóng cháy vô cùng ngọn lửa trung ương nhất một viên chính là một viên nóng cháy thái dương mà ở bên phải vị trí còn lại là từng viên tản ra cực hàng độ ấm tinh cầu kim nứt xích dương cùng cực băng sao lùng trắng loại này khủng bố vũ trụ tự nhiên tinh cầu phát ra độ ấm có thể uy hiếp đến thần vương cường giả chú sáng thế nhìn chầm chầm hai cái từng viên khổng lồ tinh cầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà ở này một chúng ngọn lửa cực băng tinh cầu phía sau, còn lại là từng viên giới hoàng vực máy móc quân đoàn. Khi từng viên máy móc trên tinh cầu, đứng vô số máy móc người. Bọn họ tay cầm các loại vũ khí, lạnh băng nhìn chầm chầm phía trước vị trí. Ân. Cùng lúc đó, đương tả hữu hai bên từng viên kim nứt xích dương cùng cực băng sao lùng trắng xuất hiện nháy mắt, vương tiên liền đã nhận thấy được. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng tới hai bên vị trí nhìn quét mà đi sở hữu long cung thành viên dừng lại vương tiên ánh mắt lập lòe mệnh lệnh nói là long vương trống 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 một người danh long cung thành viên lập tức đình chỉ công kích dừng lại thân ảnh đồng dạng hướng tới hai bên nhìn quét mà đi long vương giới hoàng vực mấy móc người quân đoàn hẳn là toàn bộ đều tới thiên trận lúc này bay đến vương tiên bên cạnh trong tay hắn cầm một cái la bàn đầy mặt mỉm cười nói ở hắn la bàn thường bọn họ chung quanh rậm rạp toàn bộ đều là một đám điểm đỏ điểm đỏ số lượng căn bản không đếm được. Không sai biệt lắm, bọn họ nếu đã ở chỗ này làm tốt phục kích, nên xuất động ít nhất 90% lực lượng. Khi từng viên kim nước xích dương cùng cực băng sao lùng trắng hẳn là vì phòng ngừa chúng ta long cung thành viên trực tiếp trốn hồi chính mình thần quốc nội. Vương tiên nhàn nhạt nói, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Một người cường giả, muốn nháy mắt trở lại chính mình thần quốc nội, trong nháy mắt này, không thể đủ gặp đến công kích. Một khi gặp đến công kích, liền sẽ bị đánh gãy mà này kim nứt xích dương cùng cực băng sao lùng trắng sở phát ra cực nhiệt cùng cực hàng sẽ ảnh hưởng khắp hư không lệnh này phiến hư không hơi thở không ổn định dưới tình huống như vậy muốn trốn hồi chính mình thần quốc nội yêu cầu càng dài thời gian chuẩn bị bất quá này cũng đại biểu cho giới hoàng vực muốn cùng bọn họ long cung chuẩn bị chém giết gãi đúng chỗ ngứa long cung nếu các ngươi muốn đuổi giết ta máy móc người quân đoàn vậy ở chỗ này làm chúng ta quyết thắng bại đi sở hữu máy móc người quân đoàn công kích Chú sáng thế nhìn đến Long cung quân đoàn đột nhiên dừng lại, cho rằng đối phương trong lòng sợ hãi, trên mặt lộ ra lành lạnh thần sắc, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Ầm ầm ầm. Đương mệnh lệnh của hắn hạ đặt lúc sau, khi mấy chục viên kim nứt xích dương cùng cực băng sao lùng trắng đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng tới bọn họ bên này va chạm mà đến. Pháo anh. Cùng lúc đó, máy móc người đại quân bắt đầu rồi bọn họ phản công. Đứng ở Long cung bọn họ vị trí, có thể nhìn đến vô số xạ tuyến, vô số pháo, vô số đạn đạo hướng tới bên này bao trùm mà đến hai bên vị trí kia kim nước xích dương cùng cực băng sao lùng trắng tới khoảng cách long cung thành viên mấy trăm triệu km trước liền chậm rãi vỡ ra ầm 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 vô tận ngọn lửa thiên thạch cùng băng sương thiên thạch hướng tới long cung sở hữu thành viên đánh sâu vào mà đi khi một cổ nóng cháy cùng cực hàng làm bọn hắn nơi không gian xuất hiện từng đạo cái khe khắp không gian không ổn định ngọn lửa thiên thạch cùng băng sương thiên thạch đối với long cung thành viên cũng không có thương tổn chủ yếu là muốn nhiễu loạn này một mảnh sao trời phòng ngừa long cung thành viên trực tiếp đào tẩu ha hả bắt đầu đi sở hữu thần đế thành viên phân biệt tỏa định hảo mục tiêu đừng làm cho bọn họ chạy thoát cắn nuốt chi long lấy chiến đấu là chủ trận này chiến đấu sau khi thắng lợi ở cắn nuốt chiến quả vương tiên trong mắt lập lòe mãnh liệt ý chí chiến đấu ánh mắt đảo qua chung quanh thiên thạch nhàn nhạt cười cười mệnh lệnh nói là long vương giờ khắc này long cung 51 danh thần đế trong mắt lập lòe cuồng bạo chiến ý lớn tiếng đáp tấu chương xong chương hai nghìn chinh phạt giới hoàng vượt sáu Ha ha ha, chú sáng thế, hôm nay từ bổn long vương tới khiêu chiến ngươi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Giới hoàng vực chỗ sâu trong, chung quanh rậm rạp vô cùng giới hoàng vực đại quân, vô số máy móc tinh cầu, chiến hạm, cơ giáp, máy móc người. Vương tiên nhìn chầm chầm nơi xa kia lớn nhất chiến hạm, giới hoàng hạm thượng chú sáng thế, trong mắt tràn ngập mãnh liệt ý chí chiến đấu. Căn cứ lưu ly vực tư liệu, chú sáng thế thực lực đã đạt tới hư không thần đế tam giai chi cảnh. Mà lưu ly vực vực chủ, tự nhận là chú sáng thế không bằng thực lực của chính mình như vậy, vương tiên cũng có tự tin chém giết chúa sáng thế. Hắn nhìn chầm chầm chúa sáng thế hơi hơi mỉm cười, phía sau vô thủy thánh cánh xuất hiện, lấy một chúng khủng bố tốc độ hướng tới phía trước phóng đi. Hừ, Long cung Long vương. Đứng ở giới hoàng hạm thượng chúa sáng thế trong mắt tràn ngập lạnh băng hàng mang, hắn thân hình vừa động, chậm rãi nắm chặt nắm tay, hướng tới hư không một kích. Ca ca ca. Cánh tay hắn thượng, kia từng viên lộng lẫy đá quý, nở rộ ra lóa mắt ánh sáng. Một cái lôi điện ngưng tụ nắm tay, hướng tới vương tiên oanh kích mà đi. Vèo. Vương tiên cánh hơi hơi kích động, dễ như trở bàn tay tránh né chúa sáng thế này một đạo công kích, dây lát chi gian đi vào giới hoàng hạm phía trước. Cái gì? Thật là khủng khiếp tốc độ, so với ta tốc độ mau thượng năm lần. Chúa sáng thế nhìn đến vương tiên dễ như trở bàn tay tránh né chính mình công kích, trong mắt tính toán này tốc độ, lệnh chi sắc mặt đại biến. Ánh mắt nhìn chầm chầm cực nhanh hướng tới chính mình đánh sâu vào mà đến vương tiên, cánh tay hắn vung lên. Ca ca ca, phía dưới giới hoàng hạm thượng vô số pháo khổng trực tiếp dâng lên lộc cộc đát vèo 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 một chúng bí tịch vô cùng đạn pháo hướng tới vương tiên oanh kích mà đi tại đây vô số đạn pháo dưới cho dù là mũi đều có thể đủ bị nghiền nát tính chất đặc biệt kim loại viên đạn từng đạo các loại thuộc tính laser tràn ngập hủy diệt tính hừ chúa sáng thế chỉ bằng ngươi nơi này khoa học kỹ thuật vũ khí còn muốn ngăn trở ta vương tiên trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc đầu của hắn bộ chậm rãi sinh trưởng ra hai cái long giác Long giác thượng tản ra quang ám chi sắc, một cái thái cực đồ xuất hiện ở vương tiên phía trước. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Sở hữu công kích dừng ở thái cực đồ thượng, bị dễ như trở bàn tay ngăn cản trụ. Ken. Này Long Vương thật là khủng khiếp thực lực. Chú sáng thế sắc mặt cuồng biến, thân hình lập tức lui về phía sau, cánh tay vị trí một thanh dài đến hơn 10 mét lôi điện trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Bùm bùm. Cánh tay hắn vung lên, từng đạo lôi đình hướng tới vương tiên chém tới. Ca ca ca. Ầm um, ầm um, ầm. Um. Cùng lúc đó, toàn bộ giới hoàng hạm thượng sở hữu vũ khí nhắm ngay vương tiên. Toàn bộ giới hoàng hạm, đủ để oanh sát hư không thần đế nhị giai tồn tại. Nhưng mà, loại này vũ khí, đối với vương tiên cũng không có quá lớn tác dụng. Phía trước vị trí, sở hữu công kích dừng ở thái cực đồ thượng chỉ là nổi lên một ít gợn sóng. Gì? Này chúa sáng thế công kích cũng không phải rất mạnh. Vương tiên nhìn đến lôi đình trường kiếm công kích dừng ở trước người, hơi hơi nhướng nhướng mày. Nếu như chúa sáng thế ngươi chỉ có điểm này năng lực nói, liền đi tìm chết đi. Vương tiên thân hình chấn động, vương tay phải. Long trảo. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ cánh tay phải hóa thành long trảo. Trong tay long quất. Vương tiên lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ bàn tay nháy mắt biến đại, ước chừng có mấy trăm vạn km lớn nhỏ. Chạm vào. Toàn bộ long trảo, bay thẳng đến phía dưới giới hoàng hạm công kích mà đi. Ca ca ca. Tràn ngập hủy diệt tính năng lượng dừng ở giới hoàng hạm thượng, khủng bố long trảo, trực tiếp đem giới hoàng hạm xuyên thấu này Long Vương thực lực. Chú sáng thế nhìn chầm chầm Vương Tiên, trên mặt vô cùng khó coi thần sắc, trong đầu không ngừng tính toán chính mình thắng suốt. Vèo. Lúc này, hắn nhìn đến Long Vương lấy một loại khủng bố tốc độ hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Khi che trời Long Trảo, hướng tới hắn bao trùm mà đi. Cút cho ta. Chú sáng thế gầm nhẹ một tiếng, ngực vị trí xuất hiện một cái cửa động. Một cái viên cầu bay thẳng đến Vương Tiên Long Trảo công kích mà đi. Oanh. Một cổ khủng bố vô cùng lực lượng ở hắn Long Trảo trung nổ mạnh, khi mấy trăm vạn km lớn nhỏ long trảo trực tiếp hỏng mất. đây mới là hư không thần đế tam giai cường giả công kích sao? vương tiên lắc lắc bàn tay thượng một ít máu tươi trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. ông. ngay sau đó hắn thân ảnh trực tiếp biến mất xuất hiện ở chúa sáng thế phía trước cây số địa phương. thật là khủng khiếp tốc độ. chúa sáng thế sắc mặt cuồng biến thấp vọng quá. chạm vào. ngay sau đó vương tiên bàn tay dừng ở chúa sáng thế trên người khủng bố ngũ hành chi lực lệnh chi thân khu bắt đầu hỏng mất không tốt không tốt, thân hình bắt đầu hỏng mất, này Long Vương thực lực quá cường. Truyền sở hữu tin tức, trí não dời đi, chuyển dời đến chúa sáng thế sáng thế ngôi sao. Chúa sáng thế cảm thụ được thân hình thừa nhận khủng bố năng lượng, trong mắt quát ra hồng quang, không ngừng tính toán. Thực mau, hắn trong mắt hồng quang biến mất, toàn bộ thân hình cũng mất đi chút nào sinh cơ cùng sức sống. Ân. Ừ. Vương Tiên hơi hơi sửng sốt, bàn tay vừa động, đem chúa sáng thế thân hình chọc vào trong tay. Này không phải hắn chân chính thân hình. Hắn sắc mặt hơi hơi biến ảo, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Ca ca ca. Long Vương, ngươi tìm chết. Đúng lúc này, phía trước vị trí, truyền đến trung trời tiếng hô, đồng thời, máy móc vận chuyển thanh âm truyền đến. Ân. Vương Ti ngẩng đầu, hướng tới phía trước nhìn lại, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ở vào phía trước, vừa rồi nơi đó vẫn là một viên máy móc tinh cầu, một viên ít nhất đường kính mấy trăm triệu km máy móc tinh cầu. Tại đây viên máy móc tinh cầu chung quanh, huyền phù 18 viên loại nhỏ tinh cầu. Nhưng mà giờ phút này, viên tinh cầu kia thế nhưng bắt đầu biến ảo. Giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh trung Transformer giống nhau, toàn bộ máy móc tinh cầu, trực tiếp biến thành một cái khổng lồ vô cùng sắc thép người khổng lồ. Ước chừng có mấy trăm triệu km lớn nhỏ người khổng lồ, đây là cái dạng gì tồn tại. Chung quanh, 18 viên bình thường sao trời lớn nhỏ tinh cầu, quay chung quanh này người khổng lồ xoay tròn. Ông. Lúc này, kia người khổng lồ hai cái vô cùng thật lớn đôi mắt, trực tiếp phục ra ra hai cổ lôi trụ. Lôi trụ chi cảnh mấy ngàn vạn km, nháy mắt đi vào vương tiên trước người. Ân, thật là khủng khiếp lực công kích, cái này chúa sáng thế, không có lưu ly vực tưởng tượng đơn giản như vậy. Vương tiên ánh mắt một ngưng, thân hình vừa động, bay thẳng đến một bên trốn đi. Ca ca ca. Lúc này, vương tiên nhìn đến quay chung quanh máy móc người khổng lồ chung quanh 18 viên máy móc tinh cầu, lộ ra một đám ngăm đen cửa động. ầm ầm ầm. Khi một đám cửa động nội, trực tiếp phát ra một đám trăm km lớn nhỏ truy tung đạn. Tuy tung đạn, bay thẳng đến vương tiên tập kích mà đi. Hừ, cái này chúa sáng thế, có chút khắc chế ta tốc độ A. Vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vương tiên hiện giờ mạnh nhất chính là tốc độ, dựa vào cực hạn tốc độ ở đối phương không có phản ứng phía trước trực tiếp đánh trúng đối phương, đem chi nháy mắt hạ gục. Tuyệt đối tốc độ, sợ nhất chính là tuyệt đối phòng ngự. Hiển nhiên, chúa sáng thế khối này khổng lồ thân hình, có chút khó làm. Một khi đã như vậy, ta cũng không có gì hảo che lấp. Hóa rồng. Vương tiên gầm nhẹ một tiếng. Trống trống. Một tiếng tiếng gầm gừ vang lên. Hôm nay bốn chương trước phát, còn có bốn chương. Cầu vé tháng duy trì, cầu vé tháng duy trì. Tấu chương xong. Chương 2937, chinh phạt giới hoàng vực bảy. Trống trống trống. Trít cào thanh âm từ vương tiên trong miệng truyền ra, một cái bảy màu thần long xuất hiện ở người khổng lồ chúa sáng thế phía trước. Mà ở bảy màu thần long sau lưng, có một cái khổng lồ vô cùng thánh cánh một trắc cánh chim tản ra không thuộc về bảy màu nội thanh sắc quang mang, mặt trên bao trùng rậm rạp long lân. Một cái khác còn lại là từng cây cốt cách, không có cánh chim cánh, hoặc nhìn lược hiện kỳ quái. Nhưng tam vạn mét lớn nhỏ thần long chi uy, ẩn chứa vô tận uy áp. Đây là cái gì? Thần long. Như thế nào sẽ có tám loại thuộc tính? Đây là tình huống như thế nào? Sao trời người khổng lồ giống nhau chú sáng thế nhìn chầm chầm phía trước ở trước mặt hắn nhỏ bé vương tiên, trong mắt lập lòe ánh sáng, phân tích các loại số liệu. Còn có, khi Long Cung như thế nào đột nhiên sẽ toát ra tới nhiều như vậy thần đế cường giả. Long Cung bọn họ là cố ý làm ta đem sở hữu máy móc quân đoàn phái lại đây, bọn họ là muốn một lưới bắt hết. Đáng chết Long Cung, đáng chết Long Vương. Chú Sáng Thế ánh mắt lập lòe nhìn quét chung quanh, trong lòng trong cơn giận dữ. Nếu như giờ phút này hắn không phải một bộ máy móc bộ dáng, sắc mặt nhất định phi thường nan kham. Trống trống trống. Lúc này, hóa thành thần Long Vương tiên động lên, hắn Long cánh kích động, nháy mắt xuất hiện ở chú Sáng Thế ngực phía trước vị trí. Ca, ca, ca Ở Vương Tiên tới nháy mắt, Chú Sáng Thế ngực trước, quát ra một đám cửa động, dung nham ngọn lửa phát tắt bay thẳng đến hắn đánh sâu vào mà đi. Vương Tiên thân hình lay động, dễ dàng né tránh ngọn lửa dung nham công kích. ầm ầm ầm. Long đuôi trực tiếp quét ngang ở Chú Sáng Thế phần eo vị trí. Trong khoảnh khắc, hỏa hoa văng khắp nơi. Bên trong chảy ra một loại đặc thù chất lỏng. Lăng, Long Vương, ta muốn giết ngươi. Chú Sáng Thế cùng nổ quát, thật lớn vô cùng nắm tay hướng tới Vương Tiên ném tới lúc này vương tiên tam vạn mét hình thể đã phi thường khổng lồ nhưng mà ở chúa sáng thế trước mặt như củ phi thường nhỏ bé này liền giống vậy một nhân loại ở đối mặt địa cầu như vậy đại quái vật giống nhau chúa sáng thế hôm nay muốn chết chính là ngươi vương tiên ánh mắt lộ ra kinh thường thần sắc hắn mở ra long khẩu trực tiếp phun ra một cổ mất đi năng lượng sông dài kaka chúa sáng thế cánh tay vừa động mặt trên xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng tấm trắng, hướng tới ngũ hành mất đi sông dài ngăn cản mà đi trống trống phá vương tiên thân hình lập lòe nháy mắt đi vào chúa sáng thế chân bộ vị trí long trảo trực tiếp chọc tới ầm 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 một đạo ước chừng có mấy ngàn vạn km thật lớn dấu vết xuất hiện ở chúa sáng thế đùi phải thượng bên trong lộ ra một đám kim loại bộ kiện đáng chết long vương bạo một cổ cuồn cuộn chi lực bay thẳng đến hắn thân hình phía trước đánh sâu vào mà đi thổ hoàng sắc năng lượng hướng tới vương tiên trên người đánh tới ân đây là cái gì công kích vương tiên hơi kinh hãi thân hình bị này của khổng lồ năng lượng đánh lui không ngừng hướng tới phía sau bay ngược trống bất quá ngay sau đó vương tiên lấy một loại khủng bố tốc độ trực tiếp đi vào chúa sáng thế trên không vô thủy thánh cánh kích động khổng lồ vô cùng lưỡi dao gió bay thẳng đến hắn phần đầu chém tới ầm 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 ở vào hắn phần đầu vị trí nháy mắt phun ra từng đạo lộng lẫy kim loại cự kiếm kim loại cự kiếm cắt vỡ khắp hư không đón nhận kia lưỡi dao gió chạm vào lưỡng đạo khủng bố công kích va chạm đến cùng nhau hư không bạo phá kkk nhưng ở ngay lúc này vương tiên lấy áp chế tính tốc độ bay đến chúa sáng thế phía sau vị trí long trảo trực tiếp ở sau đó phương vẽ ra một cái thượng trăm triệu km lớn nhỏ vết nứt từng luồng quang ám năng lượng tiến vào đến chúa sáng thế trong cơ thể tích 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 thân hình tổn thương nghiêm trọng tổn thương diện tích đạt tới 35%, trước mắt địch nhân không thể địch không thể địch chúa sáng thế trong đầu vang lên nhắc nhở thanh âm lệnh chúa sáng thế càng thêm thịnh nộ ông phá ầm 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 đột nhiên bên cạnh một thanh âm truyền đến cùng với một cổ mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào chi lực tích 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 máy móc tinh cầu hư hao 300 viên máy móc tinh cầu hư hao 300 viên 521 trăm triệu máy móc nhân thủ hạ diệt vong cảnh cáo cảnh cáo gặp đến hư không thần đế tam giai cấp bậc lực công kích lúc này chúa sáng thế trong đầu nhắc nhở âm lại một lần vang lên cái gì chúa sáng thế cuồn cuộn thân hình chấn động ánh mắt lập tức hướng tới một bên vị trí quét tới chỉ thấy ở phía trước giới hoàng vực mấy trăm viên máy móc tinh cầu trung ương, một người lão giả lặng lặng mà huyền phù ở trung ương. Trung quanh, 300 viên máy móc tinh cầu, toàn bộ mất đi năng lượng, hướng tới phía dưới vị trí trụy đi. Máy móc trên tinh cầu sở hữu máy móc người, toàn bộ bị giết. Hư không thần đế tam giai cường giả, Long Cung còn có một người hư không thần đế tam giai cường giả, trách không được Long Cung dám xung phong liều chết tiến vào. Chú sáng thế máy móc trái tim kịch liệt nhảy lên, trong mắt phục ra ra từng đạo tử vong xạ tuyến. Ha ha ha, sát 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 khạch 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 đêm này đàn không người không quỷ đồ vật toàn bộ giết một bên vị trí long cung 150 vạn danh cường giả xuyên qua ở mấy móc người quân đoàn bên trong máy móc người quân đoàn số lượng là long cung mấy ngàn lần mấy vạn lần nhưng là ở long cung cường giả trước mặt như cũ không có chút nào chống cự chi lực 20 vạn người quân đoàn cùng long long chủng cùng chúa sáng thế người nhân bản quân đoàn chiến đấu ở bên nhau người nhân bản cảm thụ không đến thống khổ cảm thụ không đến sợ hãi chỉ biết chém giết nhưng mà khi chúa sáng thế nhất tin anh người nhân bản quân đoàn, ở cùng long long chủng cùng bạo công kích dưới, căn bản không có ngăn cản chi lực. Toàn bộ người nhân bản quân đoàn, gần có bốn gã có thể so sánh thần đế nhất giai tồn tại. Nhưng này bốn gã người nhân bản, bị long cung tám gã thần đế vây công. Long cung thần đế số lượng, quá nhiều. Gần như là bọn họ máy móc người quân đoàn gấp đôi. Máy móc người quân đoàn thần đế cũng không nhiều, có thể chống lại thần đế chiến hạm có rất nhiều. Nhưng này đó chiến hạm, ở phong thần long cường đại tính cơ động, cường đại tốc độ dưới, căn bản không có quá đa dụng võ nơi. Từng chiếc chiến lược cấp bậc chiến hạm, từng chiếc có thể chống lại thần đế cấp bậc chiến hạm, bị nhanh chóng phá hủy. Mà những cái đó có thể chống lại hư không thần đế nhị giai chiến hạm, tất đã bị thiên trận lấy trận phát hủy diệt. Thiên trận cũng không phải là bình thường hư không thần đế tam giai cường giả. Một trăm vạn danh cắn nuốt chi long, hưng phấn cùng bạo cắn xé một đám cơ giáp, chiến cơ. Bọn họ thân thể cao lớn, chút nào không thể so cơ giáp chiến cơ tiểu. 18 cái móng vuốt, chỉ cần tới gần cơ giáp, liền có thể trực tiếp đem chi phá hủy. Đến nỗi mũi tên long long chủng, đối với này đó chiến hạm, máy móc người, cơ giáp linh tinh, chính là thiên địch tồn tại. Bọn họ ở ngự long long chủng phòng ngự dưới, không kiên nể gì bắn chết. Thậm chí, mưa trạch xâm một cây mũi tên, có thể bắn bạo một viên máy móc tinh cầu. Toàn bộ hư không xuất hiện một cái ma huyễn chiến trường, từng con khủng bố quái vật, nhanh chóng săn giết các loại chiến cơ chiến hạm chiến giáp. Này hoàn toàn là nghiền áp cấp bậc chiến đấu. Tích tích tích, căn cứ phân tích địch nhân có được nghiền áp bên ta thực lực nhiều nhất một giờ bên ta máy móc người đem toàn bộ hủy diệt cảnh cáo cảnh cáo nhanh chóng rút lui nhanh chóng rút lui chúa sáng thế nhìn này hết thảy trí não trải qua tính toán số liệu truyền tới hắn trong đầu tấu chương xong chương 2938, nghìn chinh phạt giới hoàng vực 8. cảnh cáo cảnh cáo nhanh chóng rút lui nhanh chóng rút lui dùng dập cảnh cáo tiếng vang triệt ở chúa sáng thế trong đầu làm hắn trong lòng chấn động kinh giận này Long Cung thực lực thế nhưng như thế chi khủng bố. Khi Long Vương thực lực, thế nhưng như thế chi cường. Lấy chính hắn hiện giờ cái này người khổng lồ thân hình, cho dù là đối mặt vực chủ, chú sáng thế cũng chút nào không khiếp. Hắn cái này thân hình, hội tụ toàn bộ giới hoàng vực đứng đầu bảo vật cùng kim loại. Bên trong trung tâm chỗ, có được đại lượng bí bảo vì hắn cung cấp động lực. Nhưng mà, đối mặt kia Long Vương cũng bố tốc độ, hắn thế nhưng không có chút nào chống cự chi lực. Khủng bố tốc độ, ở hắn xem ra căn bản không phải thần đế tam giai cường giả có thể có được. Trốn, không thể địch. Không được, như vậy đào tẩu ta không cam lòng, nhất định phải sát một con thần long, chỉ cần giết một con thần long, lúc này đây hao tổn mới có khả năng kiếm trở về. Chú sáng thế trong đầu không ngừng tính toán, ánh mắt nhìn đến Long Vương lại lần nữa hướng tới hắn công kích mà đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trống trống trống. Cho ta ầm ầm ầm. Thân hình hắn thượng, một đám cường đại vô cùng vũ khí hướng tới Vương Tiên Oanh kích mà đi thần đế cấp bậc kim loại chế tạo viên đạn, cường đại laser vũ khí, đủ để dễ dàng hủy diệt mười mấy viên tinh cầu đạn pháo. Vô số năng lượng hướng tới Vương Tiên Nghiên mà đi. Mục tiêu tỏa định phong thần long, sở hữu máy móc quân đoàn, chém giết một con phong thần long, không tiếc hết thảy đại giới. Cùng lúc đó, hắn trong lòng nảy sinh ác độc hạ đạt một cái mệnh lệnh. Trống trống trống. Ca ca Giết chết một cái thần long, sát sát sát. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường trung, sở hữu người nhân bản, máy móc chiến giáp chiến hạm chiến cơ toàn bộ đột nhiên rời đi mục tiêu, điên cùng giống nhau hướng tới kia chính điều phong thần long tập kích mà đi. Toàn bộ chiến trường sở hữu máy móc người đột nhiên rời đi mục tiêu, lệnh đang ở tàn sát bừa bãi chính điều phong thần long hoảng sợ. Lấy thực lực của bọn họ, còn không đủ để đối kháng nơi này sở hữu máy móc người quân đoàn. Ngao phong các ngươi cẩn thận, này đàn gia hỏa đem mục tiêu nhắm ngay các ngươi, hẳn là muốn giết chết các ngươi. Quy thừa tướng thấy như vậy một màn, lập tức lớn tiếng nhắc nhở nói. Sở hữu long cung thần đế, kiềm chế các ngươi trước người gia hỏa đừng làm bọn họ tránh thoát công kích phong thần long bọn họ hắn lại lần nữa lớn tiếng quát như thế nào đột nhiên điên cuồng công kích chúng ta chúng ta còn không bằng cắn nuốt chi long bọn họ giết nhiều đâu một người nữ tính phong thần long nhẹ giọng quát biểu đạt chính mình bất mãn ầm 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 bất quá ngay sau đó vô số công kích bay thẳng đến hắn chen chút mà đi ngao ngao cái kia phong thần long sợ hãi trống một tiếng vội vàng hướng tới một bên tránh né mà đi ân Thiên trận nhìn đến máy móc người quân đoàn đem mục tiêu nhắm ngay chính điều phong thần long, cũng là hơi hơi kinh ngạc. Cánh tay hắn vung lên, một đám đủ để ngăn cản bất hủ thần vương nhị giai phòng ngự trận pháp, hướng tới chính điều phong thần long bao vây mà đi. Trống trống, đa tạ thiên trận đại gia chi viện, sát. Chính điều phong thần long cảm thụ được chính mình trước người trận pháp phòng ngự, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bọn họ thân thể cao lớn, trực tiếp ngạnh kháng vô số vũ khí trút xuống, hướng tới một đám chiến giáp chiến cơ tập kích mà đi. Ầm ầm ầm, bọn họ kia khổng lồ móng vuốt chọc vào chiến cơ thượng trực tiếp lệnh chi hỏng mất đáng chết đáng chết chú sáng thế cảm thụ được chung quanh truyền lại lại đây tin tức giờ phút này cũng hoàn toàn hoảng loạn lên hắn phát hiện long cung cái kia trận pháp sư này thực lực cũng phi thường khủng bố hoàn toàn không thể đủ lấy bình thường hư không thần đế tam giai cường giả đối lập một cái long vương một cái cường đại trận pháp sư ở hắn tính toán hạ có thể chống lại năm sáu cái bất hủ thần vương tam giai cường giả này bọn họ giới hoàng vực còn như thế nào đánh tính toán thắng suất bằng không, thắng suất bằng không. Kiến nghị đào tẩu, lập tức đào tẩu. Chú sáng thế trong đầu không ngừng nghĩ nhắc nhở thanh âm, nhìn Long Vương lại lần nữa dễ dàng xẹt qua thân hình hắn, hắn tràn ngập kinh giận. Giờ phút này hắn biết, chính mình tuyệt đối không phải Long Vương đối thủ, lúc này, chỉ có thể đủ đào vong. Ta không cam lòng, chúng ta giới hoàng vực cùng các ngươi Long cung không oán không thù, các ngươi vì sao phải công kích chúng ta? Chú sáng thế tràn ngập phẫn nộ hướng tới Vương Tiên Quát. Ha ha, chú sáng thế, nói nói như vậy ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Vương tiên tràn ngập trào phúng hướng tới chúa sáng thế nói. Trống trống. Hắn người kém cỏi một tiếng, thân hình vừa động, nháy mắt lại lần nữa đi vào chúa sáng thế phần đầu vị trí. Tư tư tư. Khi chúa sáng thế khổng lồ vô cùng đến phần đầu, một đạo thảm bạch sắc cực quan, hướng tới vương tiên bắn nhanh mà đi. Bất quá, vương tiên dễ như trở bàn tay né tránh này một đạo công kích, sau lưng vô thủy thánh cánh thật mạnh ở đầu của hắn bộ vẽ ra một cái thật dài dấu vết dấu vết trực tiếp thâm nhập phần đầu trung ương vị trí. Giờ phút này chúa sáng thế, có vẻ có chút bất kham. Long vương, đi tìm chết. Đột nhiên, chúa sáng thế phát ra cùng bạo vô cùng tiếng hô, hắn hai cái cánh tay trực tiếp từ thân hình thượng bay ra, bay thẳng đến vương tiên oanh kích mà đi. Mỗi một cái cánh tay đều có một viên tinh cầu lớn nhỏ, mặt trên lấy cường đại kim loại chế tạo, tập hợp giới hoàng vực tối cao khoa học kỹ thuật. Oanh! ầm ầm ầm. Hai cái cánh tay truy kích vương tiên, bàn tay vị trí phát ra từng đạo ngọn lửa, Dị thường khủng bố. Phương tiên đối mặt chúa sáng thế liều mạng giống nhau công kích, cũng cảnh giác ứng đối. Trốn. Mà lúc này, ở vào chúa sáng thế ngực vị trí, xuất hiện một cái cửa động. Ở cửa động chung, có một cái máy móc đại não. Toàn bộ đại não bị lộng lẫy quang minh chi lý cùng tản ra màu lam quang mang chất lỏng bao vây lấy, đột nhiên từ chúa sáng thế trong cơ thể bay ra. Này bay ra tốc độ, dị thường khủng bố. Ân. Đứng ở tránh né hai cái thật lớn cánh tay tập kích phương tiên, cảm ứng được có cái gì đào tẩu hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn chầm chầm kia trái tim. Đó là cái gì? Chúa sáng thế trung tâm sao? Hắn muốn đào tẩu. Vương tiên ánh mắt một ngưng, long khu lay động. Trống trống trống. Vô thủy thánh cánh thi triển đến cực hạn, long trảo điên cuồng hướng tới hai cái cánh tay công kích mà đi. Ca ca ca. Cánh tay phát ra bị hủy hư thanh âm. Thiên trận, cùng nhau tiêu diệt chúa sáng thế. Vương tiên lập tức lớn tiếng quát. Là long vương. Lúc này, bên này uy hiếp đã bị thiên trận toàn bộ giải quyết rớt sở hữu có thể phóng xuất ra hư không thần đế nhị giai lực công kích chiến hạm vũ khí đều bị hắn phá hủy nghe được long vương mệnh lệnh thiên trận không có chút nào do dự nhanh chóng ở nơi đó bắt đầu bày trận phân cách long vương cẩn thận thực mau một cái trận pháp hình thành từng đạo giao nhau ánh sáng xuất hiện ở chúa sáng thế phía trước bay thẳng đến chúa sáng thế người khổng lồ thân hình công kích mà đi ầm 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 chúa sáng thế nhìn chầm chầm kia vô số đạo giao nhau ánh sáng lập tức dâng lên một cái khổng lồ vô cùng phòng ngự, hướng tới giao nhau ánh sáng ngăn cản mà đi. Ầm ầm ầm. Trận pháp phân cách dừng ở chúa sáng thế phòng ngự thượng, lệnh chi dâng lên phòng ngự kim loại, chậm rãi vỡ ra. Không quá phận các trận pháp năng lượng, cũng tiêu hao xong. Sát. Lúc này, Vương Tiên giết qua đi, Long Trảo hướng tới chúa sáng thế phần đầu lại lần nữa chột tới. Tấu chương xong. Chương 2939, Giới Hoàng vực bảo tàng 1. Ầm 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 kim loại tan vỡ thanh âm truyền đến chúa sáng thế kia thật lớn vô cùng phần đầu bị vương tiên trực tiếp từ trung ương vị trí xé rách mở ra Trầm! giờ khắc này vương tiên vô thủy thánh cánh kịch liệt kích động trực tiếp từ đầu bộ vết nứt vị trí hướng tới phía dưới vị trí toản đi ca, ca ca trống long vương các ngươi này đàn đáng chết gia hỏa ta sẽ không buông tha các ngươi ta sẽ không buông tha các ngươi lúc này tại đây chỗ chiến trường chục tỷ km khoảng cách chỗ kia viên bị bao gồm máy móc trái tim nội truyền đến chúa sáng thế tiếng gầm gừ này trái tim bên trong ẩn chứa hắn trung tâm năng lượng ẩn chứa hắn sở hữu khoa học kỹ thuật tư liệu chỉ cần có này trái tim ở hắn là có thể rất nhanh tốc cuộc khởi hơn nữa vì phòng ngừa loại này ngoài ý muốn phát sinh hắn trước tiên làm tốt chuẩn bị thực mau hắn là có thể đủ khôi phục đến đỉnh đến lúc đó hắn sẽ làm long cung trả giá đại giới xâm lấn bọn họ giới hoàng vực diệt bọn họ máy móc người hết thảy hết thảy đều phải vì thế gánh vác hậu quả chú sáng thế máy móc trái tim nhanh chóng phi hành đồng dạng Hắn lúc này như cũ có thể thao tác toàn bộ máy móc quân đoàn. Nhưng nhìn máy móc quân đoàn nhanh chóng hỏng mất, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên. Tích tích tích, người khổng lồ máy móc thân hình hoàn toàn hỏng mất. Máy móc người quân đoàn cận tồn 33% lực lượng, kiến nghị nhanh chóng rút lui, nhanh chóng rút lui. Có 0.5% hy vọng có thể lệnh máy móc người quân đoàn 1% điểm một lực lượng đào tẩu. Một đám tin tức truyền vào đến Chúa sáng thế ý thức chung, lệnh kia trái tim thùng thùng kịch liệt nhảy lên. Rút lui hắn lập tức hạ đạt một cái mệnh lệnh máy móc người quân đoàn muốn rút lui đừng làm bọn họ đào tẩu chiến trường vị trí máy móc người quân đoàn tiếp thu đến chúa sáng thế mệnh lệnh bắt đầu rút lui quy thừa tướng lập tức hạ đạt đuổi giết mệnh lệnh từng điều phong thần long tỏa định những cái đó thoát được mau máy móc người dễ dàng đuổi theo đi nhanh chóng chém giết thiên trận mà lúc này vương tiên đứng ở chúa sáng thế người khổng lồ thân hình thượng hướng tới thiên trận hô long vương chúa sáng thế giải quyết rớt thiên trận lập tức hỏi không có hắn một cái giường như tâm hạch giống nhau đồ vật trực tiếp đào tẩu đem hắn tỏa định vương tiên lắc lắc đầu lập tức hướng tới thiên trận mệnh lệnh nói là long vương giao cho ta tới chẳng sợ hắn là đặc thù sinh mệnh thể dựa vào hắn khối này thân hình tin tức cũng có thể đủ đem chi tỏa định thiên trận trên mặt lộ ra tự tin thần sắc lúc này kia chúa sáng thế vừa mới đào tẩu muốn tìm kiếm hắn phi thường nhẹ nhàng thiên trận lập tức ở chúa sáng thế người khổng lồ thân hình thượng bày ra một cái trận pháp sưu tầm chúa sáng thế vị trí Ông. Long Vương tìm được rồi, ở chỗ này, khoảng cách chúng ta có 1.300 nhiều trăm triệu km. Thiên trận lập tức nói. Đi, chúng ta đuổi theo. Quy thừa tướng, nơi này giao cho các ngươi. Vương tiên thân hình vừa động, hóa thành bóng người, vô thủy thánh cánh vừa động, một cổ phong đoàn đem thiên trận bao gồm, nhanh chóng hướng tới chúa sáng thế truy kích mà đi. Vèo. Hai người thân ảnh, nhanh chóng biến mất. Long Vương, kia chúa sáng thế tốc độ so với chúng ta chậm hơn gấp ba, ba phút chúng ta liền có thể đuổi theo. Thiên trận nhìn trước người trận pháp, hướng tới vương tiên nói. Hảo, khi chúa sáng thế trung tâm hướng tới giới hoàng vực trung tâm phương hướng bỏ chạy đi, hắn hẳn là còn lưu có ác chủ bài. Vương tiên ánh mắt lập lòe nói. Lấy chúa sáng thế trí tuệ, không có khả năng không vì chính mình lưu điều đường lui, phỏng chừng hắn còn có thân hình cùng với lực lượng ẩn tàng rồi lên. Nếu như hắn trực tiếp dời đi tin tức, lấy trận pháp thủ đoạn căn bản tỏa định không được hắn, nhưng hắn không có, mà là trực tiếp đào tẩu, khả năng hiện tại hắn sống nhờ tâm hạch phi thường quan trọng. Thiên trận phân tích nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi theo hắn phía sau, xem hắn ác chủ bài cùng chuẩn bị ở sau ở địa phương nào. Vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhanh chóng phi hành. Không tốt, cái kia Long Vương giống như hướng tới ta bên này đuổi tới, ta muốn dời đi phương hướng. Cùng lúc đó, chú sáng thế tiếp thu chiến trường nơi đó tin tức, bắt giữ đến Vương tiên cùng thiên trận hướng tới hắn đuổi theo, trong lòng cả kinh, hắn vội vàng thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, hắn lập tức tìm tòi về trận pháp sư sở hữu tư liệu. Căn cứ tư liệu ghi lại, trận pháp sư có được cường đại đuổi giết thủ đoạn, bọn họ thông qua một người đầu tóc thậm chí quần áo, có thể truy kích một người vị trí. Trận pháp sư truy kích thủ đoạn dị thường khủng bố, kiến nghị tiến vào đến đặc thù hoàn cảnh nội, tiêu trừ tự thân hơi thở, thoát khỏi trận pháp sư truy tung. Chú sáng thế trong đầu xuất hiện một đám tin tức, làm hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Tìm tòi tin đồ, tìm tòi giới hoàng vực đặc thù hoàn cảnh, lập tức bay qua đi chúa sáng thế lập tức tiến hành tính toán tiền tòi. Hảo hảo, vận khí thật tốt, bên phải liền có một cái đặc thù khu vực, lôi đình khu vực, ta máy móc trái tim đối với lôi đình có cực cường miễn dịch. Chúa sáng thế thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng dời đi phương hướng. Di, chúa sáng thế bắt đầu dời đi phương hướng rồi, Long Vương, hắn hẳn là biết chúng ta ở phía sau truy kích hắn, hẳn là cũng sẽ biết trận pháp sư thủ đoạn. Ở vào phía sau vị trí, thiên trận nhìn đến chúa sáng thế đột ngột dời đi phương hướng, hơi hơi nhướng nhướng mày mở miệng nói. Không có việc gì, Thực mau là có thể đủ đuổi theo nó, đến lúc đó chúng ta theo dõi tại hậu phương. Vương Tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hắn tiến vào tới rồi một mảnh lôi đình khu vực, kia khu vực đối với ta trận pháp có một ít ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. "Thực mau, thiên trận mở miệng nói." "Thấy được." Mà lúc này, Vương Tiên cũng nhìn đến phía trước một mảnh khu vực lôi đình dày đặc. Âm Dương Ngũ Hành Long mắt nhìn quét phía trước, Thực mau nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. "Tìm được rồi." Vương Tiên sắc mặt vui vẻ khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi có thể trốn hướng nơi nào. Hắn trong miệng lẩm bẩm. Tích tích, căn cứ phân tích tính toán, này phiến lôi đình đối với trận pháp sư có nhất định ảnh hưởng, đối phương có 60% tỷ lệ mất đi tỏa định năng lực. Giờ phút này, chú sáng thế trong đầu điên cùng tính toán trận pháp sư sưu tầm năng lực. Thực mau hắn được đến một số liệu. 60% không được, tìm tòi một chút cái đặc thù khu vực, đi trước ngay sau đó đặc thù khu vực. Thiêu đốt năng lượng, nhanh hơn tốc độ, Chú sáng thế trong miệng lẩm bẩm, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 2. Ân. Ừ. Hắn tốc độ thế nhưng tăng lên. Vương Tiên nhìn đến chú sáng thế tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hơi kinh hãi, vội vàng đi theo phía sau. Lấy hắn tốc độ, đuổi kịp chú sáng thế cái này máy móc trái tim, còn là phi thường thoải mái mà. Hắn ánh mắt tập trung vào, vẫn luôn đi theo phía sau. Mà lúc này chú sáng thế đã không có các loại thiết bị, hoàn toàn không biết Vương Tiên đã đi theo hắn phía sau. Bất quá kế tiếp, lệnh Vương Tiên không nghĩ tới chính là khi chúa sáng thế hướng tới một đám đặc thù nơi bay đi. Hoàn toàn không có đi chính mình căn cứ dấu hiệu. Tích tích tích, xuyên qua hắc động, trải qua hắc động hạt quấy nhiễu, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ vì 8%. Tích tích tích, tích bao vây thiên viêm dịch, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ vì 7% điểm tam tam tam. Tấu chương xong. Chương 2940, Giới Hoàng Vực Bảo Tàng 2. Tích, tích tích tích, lưu kinh mẫn thiên hà, trải qua thiên hà thủy gục rửa, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ 6% điểm tam thất nhị tích tích tích, xuyên qua hỗn loạn năng lượng triều tịch, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ 4% điểm 67. Tích tích tích, cùng ô dôn kim loại dung hợp, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ 1% điểm 5. Giới hoàng vực trong hư không, chú sáng thế trải qua tinh vi tính toán, xuyên qua một đám đặc thù nơi. Trải qua đủ loại phương thức, tới hạ thấp tự thân hơi thở, quấy nhiễu trận pháp sư tỏa định. Trải qua này đó đặc thù nơi, ước chừng ở trên hư không trung phi hành 2 tháng thời gian. Rồi sau đó phương vị trí, ngay cả vương tiên đều khiếp sợ với chúa sáng thế nhẫn nại hai tháng thời gian đi trước một đám đặc thù nơi chính là vì thoát khỏi trận pháp sư tỏa định này của nghị lực cùng nhẫn nại thật sự cường đại long vương này chúa sáng thế thật đúng là một nhân tài đã trải qua nhiều như vậy đặc thù nơi lễ rửa tội ta hiện tại lấy chúa sáng thế người khổng lồ thân hình thượng bộ kiện tiến hành tìm tòi đã tìm tòi không đến hắn bất luận cái gì tin tức một bên vị trí thiên trận nhấp nhấp miệng cũng là đầy mặt kinh dị nói chúa sáng thế cùng bình thường sinh vật bất đồng hắn thuộc về máy móc sinh vật, từ hắn máy móc người khổng lồ thân hình thường được đến đồ vật, bản chất chỉ là lây dính hắn hơi thở, cũng không phải hắn thân hình một bộ phận. Cho nên, chú sáng thế lấy này loại phương pháp, trải qua các loại kỳ lạ nơi lễ rửa tội, lệnh chính mình hơi thở phát sinh một tia thay đổi. Loại này thay đổi, lệnh thiên trận đã không thể đủ đem chú sáng thế tỏa định. Không hổ là sống vài tỷ năm tồn tại, cho dù là có một tia tỷ lệ bị tìm được, đều sẽ đem này một tia tỷ lệ lao đi, bất quá hắn khả năng không nghĩ tới, ta đã sớm ở hắn phía sau truy kích đi. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt tập trung vào phía trước kia viên lộng lẫy máy móc trái tim. Tích tích tích, trận pháp sư tỏa định tỷ lệ đã vì linh. Giờ này khắc này, đương chú sáng thế xuyên qua một cái đặc thù nơi lúc sau, trải qua hắn tính toán, chính mình bị trận pháp sư tỏa định tỷ lệ đã vì linh. Này làm hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, như cũ không thể đủ đại ý, theo lý thuyết kia Long Vương tốc độ phi thường mau, kia trận pháp sư phi thường cường đại, có khả năng ta đã bị đuổi theo, có khả năng kia Long Vương ở theo dõi ta. Khả năng tính tính toán. Khả năng tính vì 51% điểm tam. Chú sáng thế nhanh chóng vận chuyển, tâm thần vừa động hạ đặt một cái mệnh lệnh. Trinh sát cơ, lấy ta vì trung tâm bốn phương tám hướng bay qua tới, trà quét sao trời bất luận cái gì một chỗ. Chú sáng thế hạ đặt mệnh lệnh lúc sau, hướng tới một chỗ bay đi. Gia hỏa này sẽ không kiên nhẫn ở giới hoàng vực phi hành mấy năm thời gian đi. Vương tiên theo sát ở chú sáng thế phía sau, sắc mặt tối sầm. Này chú sáng thế quá thông minh quá cảnh giác, Long Vương, chúng ta phải chú ý, cốt nhất có thể hoàn toàn ẩn nấp trụ thân hình. Thiên Trận hướng tới hắn nói, ân, ngao yêu ẩn nấp năng lực ta cũng có được, loại này quan ám ẩn nấp chi lực có thể tránh né trận pháp cùng khoa học kỹ thuật trà quét. Thiên Trận, ngươi đi vào trước mẫu xào nội. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, tâm thần vừa động, thân hình chậm rãi hư ảo. mấy ngày kế tiếp, Vương Tiên cũng càng thêm cẩn thận lên, ẩn nấp chi lực thi triển đến cực hạn, đi theo chú sáng thế phía sau. trừ bỏ ngẫu nhiên cùng quy thừa tướng tiến hành thông tin ở ngoài, liền không có chuyện khác sau lại Vương tiên thậm chí cắt đứt cùng quy thừa tướng bọn họ liên hệ đem thông tin thạch bàn toàn bộ thu hồi tới phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn trống 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 ha 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 quả thực quá sung sướng này đó tài nguyên quá nhiều mà ở Vương tiên thiên trận bọn họ truy kích chúa sáng thế máy móc trái tim thời điểm ở vào chiến trường vị trí ngao giải một chúng cắn nuốt chi lông phát ra hưng phấn thậm chí điên cuồng mà tiếng hô máy móc người chiến hạm chiến giáp chiến cơ máy móc tinh cầu đối với cắn nuốt chi long tới nói chính là tăng lên tài nguyên ở vương tiên bọn họ rời đi lúc sau một giờ, sở hữu máy móc người toàn bộ bị chém giết. Kế tiếp, đó là thuộc về ngao giải bọn họ cùng hoang. Giới hoàng vực bất đồng với mặt khắc vực, mặt khắc vực tài nguyên đều phi thường phân tán. Nhưng giới hoàng vực nội tài nguyên, toàn bộ tập trung ở máy móc nhân thủ trung, tập trung ở chúa sáng thế nơi đó. Toàn bộ tinh vực, hơn một tỷ năm bảo vật, sẽ có bao nhiêu? Mà này sở hữu bảo vật, toàn bộ dùng để chế tạo máy móc người, sẽ là cỡ nào khủng bố? Nhìn xem những cái đó máy móc tinh cầu liền có thể tưởng mà biết lấy cường đại kim loại chế tạo một viên chiến tranh tinh cầu, đây là kiểu gì khổng lồ tài nguyên. Còn có kia mấy trăm tỷ chỉ máy móc người, phải biết rằng kia mấy trăm tỷ chỉ máy móc người, yếu nhất đều có thần chủ cấp bậc thực lực. Thần vương cấp bậc cũng có hơn 100 vạn. Hơn nữa kia đại hình chiến hạm, có thể so sánh thần đế chiến hạm, cơ giáp, chiến cơ từ từ. Chính yếu còn có chúa sáng thế cái kia người khổng lồ thân hình. Toàn bộ người khổng lồ thân hình bị cải tạo thành sinh vật kim loại, có được hư không thần đế cấp bậc lực phá hoại. Như thế đại hình thể, lại tiêu hao nhiều ít bảo vật. Còn có một chút phi thường quan trọng, khi đó là muốn chế tạo một cái có được thần vương cấp bậc sức chiến đấu mấy móc người, yêu cầu tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Một người nhân loại thần vương cường giả, bọn họ đạt tới như thế cảnh giới, có thể là trải qua mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm tu luyện, dùng các loại bảo vật, tự thân hấp thu thiên địa linh khí, mới có được như thế nông nổi. Mà mấy móc người không thể đủ tu luyện, không thể đủ hấp thu thiên địa linh khí, bọn họ muốn tăng lên, chỉ có thể đủ dựa các loại tài nguyên tạp này cũng đại biểu cho máy móc nhân thể nội ẩn chứa tài nguyên là bình thường thần vương cường giả hơn nữa hắn thần quốc có thể chuyển hóa tài nguyên gấp 10 lần thậm chí càng nhiều thông tục tới nói chính là một cái thần vương nhất giai sức chiến đấu máy móc người sở ẩn chứa năng lượng là một cái thần vương nhất giai cường giả gấp 10 lần mười mấy lần một khối máy móc người thi thể ngăn cản thượng 10 cái cùng cấp bậc nhân loại thi thể chính là như thế khủng bố đây là lệnh ngao giải cùng một chúng cắn nuốt chi long hưng phấn điên cùng nguyên nhân lúc này đây tăng lên đối với cắn nuốt chi long một tộc tới nói, không phải gấp đôi gấp hai tăng lên, mà là gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều. Chật chật chật, ngao giải gia hỏa này lúc này đây thật là kiếm lớn, điên rồi điên rồi, cho dù là ngày sau chúng ta tiêu diệt yêu quái vực, cũng rất khó có cắn nuốt chi long lợi hại a. À. Bác kỳ ma sát bọn họ có chút mắt thèm nói. Cho dù là mưu trạch sâm ngao kỳ ngao tề thiên cũng là đầy mặt hâm mộ. Lúc này đây cắn nuốt chi long, muốn điên cuồng. Thực mau, lấy cắn nuốt chi long thực lực, là có thể đủ nghiền áp long cung mặt khác sở hữu long chủng. Rống rống rống. Ở vương tiên thiên trận truy kích chúa sáng thế hai tháng sau, ở chiến trường chỗ, thường thường truyền đến đột phá hưng phấn tiếng gầm gừ. Mà ở chúa sáng thế người khổng lồ thân hình vị trí, ngao giải như cũ ở cắn nuốt năng lượng, nhanh chóng tiêu hao. Làm chúa sáng thế thân hình, có được tài nguyên là khả năng khổng lồ. Hiện giờ ngao giải ước chừng mang theo chính chỉ cắn nuốt chi long ở tiêu hóa chúa sáng thế thân hình. Khả năng nếu không bao lâu, bọn họ đều có thể đủ có được hư không thần đế tam giai thực lực. Hôm nay chương 8 xong. Cầu vé tháng a a a. Tấu chương xong.